Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn sáng nha, ở Vũng Tàu nha. Các bạn theo dõi kênh mình nhớ đăng ký subscribe và like. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng Vũng Tàu nha. Nay mình đi ra đó chỗ nào? Giờ mình đi qua quán bánh khọt cây vú sữa. Mình sẽ dẫn các bạn ăn bánh khọt ở quán cây vú sữa, một địa danh khá là nổi tiếng của Vũng Tàu. Này vắng xe quá. Dạ. Đây là cái tượng đài Tổ quốc ghi công. Đây là buổi sáng trên đường các bạn ha. Thấy hai bên đường nó đẹp không? Đường Võ Thị Sáu. Đường Võ Thị Sáu. Đây là cái con đường Võ Thị Sáu. Quyền Linh ha. Nhà hàng Cô Điệp ha. Đây là. Ủa bên đây hả? Đây là cái nhà hàng của nghệ sĩ MC Quyền Linh. Đây giờ giàu lắm nè, nguyên khách sạn đó luôn á anh. Đó nguyên cung đó của nó đó, nó xây đó. Còn cái mặt tiền ở ngoài biển, cái hàng mà có cái cầu vượt đi bộ đi ngang trên đường á, cái Imperial đó, khách sạn đó là của hàng Ngọc Anh đó. Con gì hoa hậu gì Hà Kiều Anh. Cái thằng Mừng Linh nó mới xuống dòng riền là kia đó. Dạ nó làm là chính mình. Vô chỗ của trường học á. Dạ. Trời ơi người ta coi Mừng Linh nó già mà nói mình dân. Đây. Quán bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu. Đây mình sang ở đây nha các bạn. Các bạn tiếp tục theo dõi kênh mình, đăng ký subscribe và like ủng hộ nha. Đây là cái quy trình mà phù phép cho cây mai mà khô mà trở thành cây mai bông nha. Hay ha, đụng tới đâu là bông nở qua tới đó. Cái này đăng lên Facebook rồi ha.
kia. Đây là cái hình ảnh Vũng Tàu thời xưa, hình ảnh cổ điển tại Lữ Quán Vũng Tàu năm 1900. Đây là quán bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu. Kính chào quý khách. Ngoài có những cái bông rất là đẹp. Hôm nay cả nhà ăn sáng ở đây nha các bạn. Đây là ông nội bà nội này. Đơn nha các bạn, bánh xèo và bánh ngọt. Bánh xèo. Em cuốn cho anh hai ăn nha. Thử đi em. Thử nè, của bà. Để đi cô, ba con ăn còn lâu lắm. Lát nữa ăn xong cái anh ăn thử bánh khọt đây nè. Khọt chuyên môn là bánh khọt á. Chắc ăn cái lỗi rồi. Mẹ ăn đi mẹ. Đây là bánh bèo chén nha các bạn. Mình sẽ ăn kèm với nước mắm, rau. Ăn bánh khọt nha, cuốn lại. Rồi để rồi, để ăn mày. Chấm vào. Chấm vào, cắn vô. Cắn vô, nhai. Mom, do you dip this or what do you?